Thưa quý vị, ở những địa bàn có dịch cấp độ 1 thì các trường mầm non được phép đón toàn bộ trẻ đến lớp. Những địa bàn có cấp độ dịch khác sẽ được nhận trẻ hạn chế theo số tuổi. Đây là hướng dẫn tạm thời vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Cụ thể là với các cơ sở giáo dục ở địa bàn được xác định là có dịch ở cấp độ 2 thì trẻ từ 25 tháng đến 6 tuổi sẽ được đi học trực tiếp nhưng không được tổ chức các hoạt động ngoài nhà trường. Ở địa bàn cấp độ 3 thì chỉ cho trẻ mẫu giáo 4 đến 6 tuổi đi học trực tiếp và không được tổ chức ăn sáng, hạn chế hoạt động ngoại khóa, trẻ có độ tuổi nhỏ hơn chưa được đến trường. Ở địa bàn có dịch cấp độ 4 thì trẻ sẽ không được đi học trực tiếp. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục khi hoạt động trực tiếp phải xây dựng được kế hoạch, phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để đón học sinh trở lại trường an toàn.